cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh người ấy. Đó là lời Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Cách riêng, thưa các anh chị em là đồng hương và đã từng làm và sinh sống tại Đài Loan. Hôm nay chúng ta cùng quây quần trong ngôi thánh đường này để chúng ta dâng thánh lễ trả ơn đáp nghĩa cho cha Giuse Nguyễn Văn Dụ. Trong bài tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe, chúng ta thấy rằng sống và chết nó là quy luật tự nhiên của con người và của muôn vật. Nhưng mà chết để thay đổi xem ra cũng là một điều cần thiết. Như tục ngữ Việt Nam chúng ta thường nói với nhau, hy sinh đời bố để củng cố đời con. Có cái sự hy sinh, có cái sự từ bỏ thì chúng ta mới đón nhận được sự sống mới. Và vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rằng nếu hạt lúa mì mà rơi xuống đất mà nó không chết đi và nó không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Và quả thật như vậy, chúng ta thấy rằng sự chết nó không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, mà chết nó là một sự thay đổi, là một sự biến đổi để trở nên phong phú hơn và trở nên nhiều hơn. Đức Giêsu Ngài đã gọi cái giờ chết của Ngài trên thập giá là giờ Con Người được tôn vinh. Và cũng từ đó Ngài đưa ra một nguyên tắc sống cho mỗi người chúng ta là ai quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì lại giữ được nó cho sự sống đời đời. Trong cuộc sống nhân loại chúng ta, ai mà chẳng yêu quý mạng sống của mình? Chẳng ai muốn đau thương, không ai muốn chết chóc. Nhưng mà sống mà chỉ lo cho sự chiếm hữu và hưởng thụ thì ta lại trở nên trơ trọi như hạt lúa không chịu vùi vào trong đất, không chịu thối rữa đi. Cũng vậy, không ai coi thường mạng sống của mình. Nhưng nếu chúng ta lại coi trọng nó đến mức độ mà chúng ta lại làm nô lệ cho chính mình, thì chẳng khác gì chúng ta lại nuôi dưỡng một cái xác không hồn. Đức Giêsu Kitô, Ngài đã coi thập giá là vinh quang, và Ngài dạy chúng ta từ sự chết mới có sự sống. Và chỉ bằng cách là hy sinh mạng sống mình thì chúng ta mới giữ được mạng sống đời đời cho chính chúng ta. Và chỉ nhờ sự hy sinh và phục vụ thì chúng ta mới trở nên cao cả. Qua những kinh nghiệm của đời thường đã cho chúng ta thấy, chúng ta chỉ đạt được kết quả tốt đẹp khi chúng ta chấp nhận hy sinh và mất đi. Chúng ta nhận lãnh khi chúng ta biết cho đi,
như trong bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô, chính khi chúng ta cho đi là khi được nhận lãnh. Chúng ta thấy như những con ốc chẳng hạn, nó muốn bò đi được thì bản thân nó phải chui ra khỏi cái vỏ của mình. Còn nếu mà nó cứ nằm co trong cái vỏ ấy thì không bao giờ con ốc có thể bò đi được. Chúng ta cũng thế, chúng ta chỉ sống dồi dào khi mà chúng ta thoát khỏi những cái bận tâm, những cái so đo tính toán để cho bản thân chúng ta được sống trong tình yêu. Hôm nay trong ngày lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Văn Dụ, nói tới đây tôi cũng nhớ tới một bài hát của tác giả Phùng Minh Mẫn. Bài hát với nội dung: những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến, Chúa thương ban xuống trên phận hèn. Những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu, dễ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Và Ngài còn viết tiếp: đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trào dâng ngàn muôn tâm tình chơi vơi, nép trong cánh tay Ngài con được hạnh phúc ngất ngây không ngơi. Ôi tình Chúa êm như khúc ca tuyệt vời. Và quả thật chúng ta thấy hôm nay chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Văn Dụ, Ngài đã đón nhận được những ân tình từ trên cao mà chính Chúa đã ban cho Ngài. Nhưng hôm nay trong ngày lễ cầu nguyện cho Ngài thì thiết nghĩ rằng chúng ta, đặc biệt là những anh chị em, chúng ta đã và sẽ lao động ở bên Đài Loan, đặc biệt là những anh em ở vùng Đài Trung, chúng ta đã đón nhận được những cái ân tình mà cha Giuse đã dành cho chúng ta. Tôi được nghe biết về thông tin khi các anh em và các gia đình chúng ta sang lao động sinh sống tại Đài Loan, khi mới sang lập nghiệp nơi đất khách quê người, người lạ, tiếng lạ, tất cả mọi sự dường như lạ lùng với chúng ta. Nhưng mà anh em và chị em đã gặp được cha, một người rất gần gũi, chia sẻ, và đặc biệt là Ngài đã hy sinh giúp đỡ cho anh em, chị em trong đời sống đức tin. Và cũng qua thông tin mà tôi biết được, cho đến ngày hôm nay, Cộng đoàn xa quê Việt Nam tại Đài Trung cũng đã vì thế, cũng nhờ cha giúp đỡ mà đã có một sự phát triển mạnh mẽ về đời sống đức tin, có một sự liên đới chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Và anh chị em cũng đã đem được văn hóa đức tin của người Việt chúng ta, và đặc biệt là của người giáo phận Thái Bình chúng ta đây. Nhờ cha mà anh em còn tổ chức được các cái ngày giờ ngắm nguyện trong mùa chay, rồi dâng hoa trong mùa tháng năm, và tổ chức được các cái thánh lễ dành riêng cho người Việt Nam của chúng ta. Và thiết nghĩ như đó, đấy chính là ân tình mà cha đã dành cho anh em, thật không biết lấy chi cảm mến ân tình của cha. Và cha cũng đã hy sinh trở nên như hạt lúa và sinh ra nhiều bông hạt. Tuy ân tình của Chúa ban xuống trên cha đã chọn gọi cha như một con người, nhưng như nội dung của bài hát: dẫu con tim con hèn yếu, dễ phai như màu áo, nhưng mà ngược lại, lại được Chúa yêu thương dìu dắt và chở che. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, trước sự ra đi của cha, một linh mục của Chúa, Ngài đã để lại cho anh em, chị em lao động một dấu ấn rất tốt đẹp. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay cũng là một nghĩa cử tốt đẹp để xin Chúa nhờ lòng nhân từ của Ngài tha thứ tất cả mọi lỗi lầm cho cha. Cũng như cha chủ tế nói rằng có khi cũng vì chính anh em chúng ta mà biết đâu rằng cha cũng phải gánh chịu thêm những cái lỗi lầm nữa. Vì thế chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất đã nói cho chúng ta biết
Ông Giuđa là thủ lãnh Israel khi mà đưa quân đi để chiến đấu bảo vệ hòa bình, và có những người đã nằm xuống, ông đã quyên góp anh chị em để xin lễ cầu nguyện cho những người vì mình mà phải hy sinh. Và trong bài đọc Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài nói rằng không ai trong chúng ta sống cho chính mình và cũng chẳng ai chết cho chính mình, mà chúng ta sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. Thiết nghĩ rằng hôm nay sự ra đi của cha Giuse cũng có phần nào sự hy sinh của Ngài cho chúng ta ngày hôm nay. Vì thế mà như bài tin mừng đã nói rằng hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, chấp nhận chịu rửa ra trong đất thì sẽ sinh được nhiều bông hoạt. Chính cái sự hy sinh, nâng đỡ, chia sẻ của cha mà hôm nay đức tin của anh em phần nào đó cũng được củng cố. Tuy nhiên, cha đã dành hết ân tình cho chúng ta, nhưng là một con người nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn thiện cả, kể cả đời sống của các linh mục và tu sĩ cũng thế. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, tri ân tình Chúa và cảm ơn tình cha. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện để tưởng nhớ đến cha và cầu nguyện cho cha, bởi vì biết bao ân tình cha đã dành cho anh chị em. Chúng ta dâng thánh lễ này, xin Chúa mở lòng tha thứ, ban thưởng hạnh phúc nước trời cho cha. Và thiết nghĩ rằng anh chị em, đặc biệt là những người lao động tại Đài Loan, cũng sẽ tiếp tục nhận được lời cầu nguyện. Nếu cha được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng thì cha lại tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em và cho mỗi người chúng ta. Vì thế, một lần cuối trong thánh lễ trên dương gian này, sáng ngày mai là thánh lễ an táng của cha. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này, xin Chúa một lần nữa cũng tạ ơn Chúa đã ban chọn gọi cha và cầu nguyện cho cha, và xin Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời cho Ngài. Dâng lời.